Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopCarVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Ford Territory, chiếc xe crossover cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi rất rộng rãi và thoải mái của bên nhà Ford. Mà trong video ngày hôm nay, thời điểm dịp ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024, dịp đầu tháng mới nhất rồi quý anh chị các bạn ạ. Video này thì TopCarVN sẽ cập nhật đến với quý các bạn về chính sách giá bán hàng khuyến mại tại thời điểm này, có sự điều chỉnh thay đổi mới nhất tốt nhất dành cho từng phiên bản của Ford Territory, những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện linh động từ bên phía đại lý của mình và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm để ý theo dõi về cái chiếc xe này. Đây là một chiếc xe mà các phiên bản đang phân phối của nó đều là sản xuất lắp ráp trong nước, có nghĩa rằng đang được ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ, với điều kiện là phải đăng ký ở trong tháng 10 này và tháng 11. Đây là hai tháng cuối cùng của ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ, và việc giảm lệ phí trước bạ của Ford Territory đang giúp chúng ta tiết kiệm được số tiền khi mà tính ra lăn bánh, dao động từ 49 đến 56 triệu đồng tùy từng phiên bản anh chị nhé. Ford Territory thì là một cái chiếc xe cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi. Ưu điểm của nó là rộng rãi, thoải mái, không gian bên trong của nó, dù là người ngồi ở hàng ghế thứ nhất hay người ngồi ở hàng ghế thứ hai, hay kể cả không gian cốp rất rộng rãi và thoải mái. Option của nó thì cũng không thua kém bất cứ một cái chiếc xe nào ở cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi này cả. Đây là một chiếc xe mà hiện tại có các phiên bản của nó nhá, sẽ đều sử dụng là máy 1.5 turbo dẫn động cầu trước, và nó được trang bị hộp số 7 cấp ly hợp kép. Cảm giác đạp ga của máy turbo cũng khá là phấn khích. Vậy thì cụ thể chi tiết dịp đầu tháng 10 mới nhất của từng phiên bản tốt nhất được như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được và có phương án xem xét. Đầu tiên, phiên bản tầm tiền dễ tiệm cận nhất của Ford Territory đó là bản Trend. Đây là một cái phiên bản với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 799 triệu đồng. Dịp đầu tháng 10 này, đại lý sẽ giảm về tiền mặt 55 triệu đồng dành cho quý các bạn. Giá xe còn lại là 744 triệu đồng thôi, 744. Lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 787 triệu, lăn bánh ở Hà Nội là 816 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 807 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 787, ở Hà Nội là 816 và thành phố Hồ Chí Minh là 807. Cái việc mà đang được ưu đãi về giảm lệ phí trước bạ của bản Trend này, đâu đó ví dụ ở Hà Nội nhá, là chúng ta cũng đang tiết kiệm được số tiền lên tới 49 triệu đồng tiền mặt, và giá niêm yết của nó là 799 triệu. Lăn bánh ở tỉnh đâu đó có 787, có nghĩa là tổng ưu đãi kép của nó sẽ là hơn 100% lệ phí trước bạ rồi. Và cái phiên bản này nếu như mà chúng ta có nhu cầu mua trả góp thì đâu đó ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 191 triệu, ở Hà Nội là 240 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 211 triệu đồng. Ở tỉnh là 191, ở Hà Nội là 240 và thành phố Hồ Chí Minh là 211 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Tiếp theo, phía trên bản Trend của Ford Territory đó là bản Titanium thường. Bản Titanium thường này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết đề xuất là 889 triệu đồng. Dịp đầu tháng 10 mình cập nhật được mới nhất, đại lý cũng giảm về tiền mặt nhá, 55 triệu đồng tiền mặt. Giá xe còn lại 834 triệu đồng. Để mà lăn bánh được ở tỉnh mình có nhẩm qua là 882 triệu, ở Hà Nội là 912 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 902 triệu đồng. Ở tỉnh là 882, ở Hà Nội là 912 và thành phố Hồ Chí Minh là 902 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Cái bản này, bản Titanium thường này này, đâu đó nếu mà đang được giảm lệ phí trước bạ như thế này là chúng ta cũng đang tiết kiệm được, ví dụ ở Hà Nội lên tới 54 triệu đồng đấy. Giá niêm yết 889, lăn bánh tỉnh 882, tổng ưu đãi kép hơn 100% lệ phí trước bạ rồi. Và bản Titanium thường này nếu như có nhu cầu lấy trả góp ấy, thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu để lăn bánh là 216 triệu, ở Hà Nội là 245 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 236 triệu đồng. Ở tỉnh là 216, ở Hà Nội là 245 và thành phố Hồ Chí Minh là 236 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Sang phiên bản thứ ba, phiên bản mà đầy đủ option nhất, đó là Ford Territory phiên bản Titanium X, cũng là Titanium nhưng mà là Titanium X. Bản này thì đương nhiên giá của nó sẽ là đắt nhất rồi. Giá niêm yết đang là 929 triệu đồng. Ngày trước giá niêm yết còn 955 triệu cơ, bây giờ còn có 929 triệu. Giảm về tiền mặt của đại lý là 55 triệu đồng tiền mặt. Giá xe còn lại 874 triệu đồng cho Titanium X. Lăn bánh ở tỉnh là 924 triệu, lăn bánh ở Hà Nội là 953 triệu và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh 944 triệu đồng. Ở tỉnh là 924, ở Hà Nội là 953 và thành phố Hồ Chí Minh là 944 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Cái phiên bản Titanium X này, việc ưu đãi về giảm lệ phí trước bạ đang giúp chúng ta tiết kiệm được số tiền, ví dụ như ở Hà Nội cũng lên tới 56 triệu đồng đấy. Và bản này có nhu cầu lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 225 triệu, ở Hà Nội là 254 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 245 triệu đồng. Ở tỉnh là 225, ở Hà Nội là 254 và thành phố Hồ Chí Minh là 245 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn về Ford Territory tại thời điểm dịp đầu tháng 10 này. Một cái chiếc xe rộng rãi, thoải mái, kiểu dáng thiết kế thể thao. Một cái chiếc xe mà tại thời điểm này tầm tiền, tầm giá, lăn bánh của nó cũng đang đảm bảo tính cạnh tranh rất tốt ở cỡ C, gầm cao 5 chỗ ngồi này. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về chiếc xe này, muốn qua xem xe, muốn lái thử, muốn trải nghiệm thực tế thì hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thế còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Hãy nhớ rằng đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Khi có bất cứ sự thay đổi nào về giá, về khuyến mại thì TopCarVN sẽ cập nhật ngay và luôn. Xin chào ạ.